Đây là cái đống dưa lưới mà mọi người tập hợp đây, mọi người đó, nguyên một cái đống dưa lưới rất là bự luôn mọi người. Đó là phần ngoài đó. Nè bên đó là dưa ta chưa cắt hết đó. Cái còn treo lẫn 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 đó đó đó. Hi, xin chào quý sáng tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục làm clip nhé. Clip hôm nay của mình là mình đi xuống cái vườn dưa lưới của ông chú để mình quay cái cảnh mà gia đình của ông chú thu hoạch cái dưa lưới đó mọi người. Cái dưa lưới ở vùng Bảy Núi An Giang mình đó mọi người. Rồi sau đó mình sẽ giới thiệu được cái vườn dâu của ông chú đó. Rất là đẹp luôn mọi người. Cái vườn dâu đủ thứ loại dâu luôn. Cái vườn dưa lưới thì cái dưa lưới ăn rất là ngon tại vì mình ăn mấy lần rồi. Cho nên hôm nay mình xuống mình review cái vườn đó cho mọi người xem. Thì giờ này thì trời buổi sáng nhưng mà mình thấy bầu trời như này sắp chuyển mưa mọi người ơi. Một lát xuống dưới chắc chuyển mưa quá. Rồi mình mời mọi người cùng đi với mình nhé. Quá đẹp mọi người ơi. À, chỗ ông Dương cũng đang cắt dưa lưới đó. Cắt xong rồi dọn vườn luôn là hai ngày mới sạch được cái vườn. Dọn vườn là sao, là do là mình gom mấy cái lá này là mọi người tháo dây á, gỡ ra mình lấy dây lên ừ. Bỏ cái dây cây thôi, dây treo dây mình giữ lại. Ừ, dây treo mình giữ lại ha, để mùa sau mình trồng nữa tiếp tục. Ủa qua cái vụ này là bắt đầu là mình trồng vụ Tết luôn rồi phải không? Qua vụ này mình trồng dưa Hà Lan. Dưa Hà Lan là dưa vàng ruột xanh. Dưa vàng ruột xanh là cũng loại dưa lưới luôn ha, là dưa lưới luôn. Dưa lưới mà giống Hà Lan. Giống Hà Lan. Ừ. Dưa vàng ruột xanh. Đấy là trứng Tết. Ừ. Chắc đẹp lắm ha. Cũng có đẹp cũng là cũng đẹp. Ừ. Tới lúc đó xuống quay thử rồi. Cái màu đó cũng vàng vậy mà vàng hơn. Vậy hả? Lưới nó trắng nó đẹp hơn. Vậy hả? Đó ông Lâm anh không biết quay đâu hay gì đó. Lâm rồi cũng giống vậy. Dạ, không, đợt đó là dưa xanh. Dạ. Còn mình đây, hiện tại bây giờ mình là dưa gì nè? Đây là dưa xanh. Dưa xanh luôn. Dưa xanh ruột cam. Dưa xanh ruột cam. Còn cái vụ Tết thì trồng dưa vàng ruột xanh. Ừ. Cái này mình cắt xong rồi bắt đầu mình đi thu gom đúng không anh? Đúng. Dạ. Dạ. Dạ, dưa thấy ngon quá mọi người ơi. Dạ. Dưa này mình bán cho ai biết không? Bán cho lái. Lái vô lấy không hả? Ừ. Có thử nào, cắt thử nè. Dạ. Giờ dưa mình đẩy lờ đắng mình vừa ký ha. Đó, cái đó đó. Ủa cũng được quá nè. Dưa lưới mình trồng vậy là mấy tháng chú? 75 ngày em trai. 75 ngày. Dạ. Cái này ngon nhất xứ bà Thiên. Tê mình rồi. Trái vàng vàng lắm. Ngon. Một trái thì mình buông là bao nhiêu ký? Mấy hả? Dạ. 7, 8, 6, 5 là đủ. Dạ. Nè. Người dân đã thu hoạch rồi mọi người. Đó. À, lúc bán rồi mình cắt cái cuốn ngắn lợ không? Hay là để cuốn gì luôn? Vậy luôn, để luôn. Ủa trái nhỏ vậy chín không? Chín chân nè. Chín chân hả? Ờ. Chín. Nãy mình ăn miếng ngon quá chứ. Ngọt. Ngọt. Đầu tiên trồng là... Đầu tiên là 4 tấn 7 rồi. Vậy hả? 5 tấn. 4 tấn 7, 5 tấn. Vô ơi vô. Dạ. Ai kiếm ngoài chưa? Ba kêu kìa. Dạ kiếm. Còn tận bên đây nó cắt rồi mọi người. Thợ này là thợ lần đầu tiên cắt dưa lưới luôn như vậy nè. Hôm nay thợ mới học nghề. Vô cắt luôn.
thử cắt ra, cắt đầu rau. Sao mà mình biết nó ngon? Chết một cách này cắt rồi cuốn gì nè. Trái chốt là giòn. Còn vàng vàng đó là trái mì, mì nó thơm hơn. Ăn chơi nè, giòn. Cái chân cái chú gọt đi cô quay luôn. Nó đâu đi lỡ rồi, trời chân đóng nhóc. Đây cái trái này là chú nói là ngọt nhất xứ luôn nha mọi người. Ngon giòn nữa. Cắt gì hả mày? Ồ, đỏ chất đỏ đẹp quá mọi người. Ồ, quá ngon rồi. Thành ơi. Cái đang lấy cái thao cái dĩa bự bự vậy đó coi. Chẳng lấy cây đường đường không? Khỏi nó đo đi. Nè thử coi. À. Cho ăn trước luôn đó. Nữa hả? Nhưng mà cái này là trái này trái loại loại một đó. Làm miếng đi. Dạ con quay. Quay quay quất quất. Rồi mời mọi người ăn với mình nha. Trái cái ngon quá mọi người ơi. Ngon không? Dạ, cấp quên nó hỏi đào kìa. Ngon. Ngon không chị? Xuất sắc luôn hả? Xuất sắc luôn. Đây là chú Hùng. Bữa nay là cái giường là cái giường dưa lưới của chú á. Cái giường dưa lưới mình là bao nhiêu mét vuông chú? 1000. Dạ. Mới lại quay lần đầu hả? Dạ. Mấy thằng bạn có hưởng lại quay lần rằng. Còn mới lại lần đầu. Cái giường dưa lưới của chú là 1000 mét vuông. Một năm mình thu hoạch là bao nhiêu ký chú? Một mùa chứ? Vụ 4 tấn á. Vụ 4 tấn. Có ngoài 4 rưỡi luôn á. Một tấn là một ký là bao nhiêu? Bình quân nếu mà không có dịch thì một ký 30-35 á. 35 35 mà 4 tấn. Là vậy ra gần 120-130. Mình dặn dưa lưới ngon rồi mọi người. 3 trái luôn. Làm miếng đi. Kêu thử làm nó ngại rồi mọi người. Như chín nè. Nứt đó rồi. Làm rẫm tới giờ luôn. Làm này. Vừa nào đâu lại trúng vô những này của ông. Dạ. Đặt rồi cũng mấy tấn ha, 3 tấn mấy 4 tấn luôn. Cùng một loại giống không? Hay là cũng các... cùng loại giống nè. Dạ. Mới đầu tiên làm không mình không biết làm đó. Dạ. Mình hỏi kỹ sư á. Chỉ cho mình làm biết rồi mình ghi vô. Ghi lại ha. Ghi lại mình lấy thuốc. Bẻ cái trái này nè, bẻ trái này cho em nè, cái trái này bự ha. Ừ, cái bự. Ha. Trái này ký mấy người ta? Ký mấy 2 ký rồi. Trái này bự gì đó hả? Ừ. Ừ. Quá đã rồi, vô lên anh, vô lên cho em coi. À, trái dưa lưới hết sức bự mọi người rồi. Đó. Rồi, cảm ơn anh. Bự bự luôn mọi người. Mua về ép nước hả chị? Ép nước bác. Vậy hả? Chai nhiêu? Chai 10.000. Vậy tinh hả? Tinh kiết đàng hoàng, không có pha. Dạ. Một trái gì một chai không tự? Trái nhỏ thì một chai. Dạ. Trái lớn này thì 2 chai. Dạ, trái lớn như thế này là 2 chai, trái nhỏ 1 chai. Ơ con mơ con lấy ra đi con. Ủa quên không á. Dạ. Sao ta? Mình có cây kéo mới được. Có cây kéo Dương cho chị cây kéo rồi Dương. Đẹp quá hả? Không bẻ cái cuốn ra luôn. Bẻ cuốn mất giá trị cái trái của người ta. Dương cắt cho anh chị ơi. Đi. Nó mong rụng rồi Dương ơi. Wow đẹp quá. Đẹp quá vàng vàng mọi người. Đây mọi người ơi quá đẹp rồi. Tiêu chuẩn Việt Gáp. Hả? Cái đó là vừa chín tới đó. Nó vừa thơm nó vừa ngọt. Chị đem về chị chưng là mốt tới gầm rồi. Cái lá vậy đó rồi, kệ đi. Tới đó ai muốn tắt ra, ai muốn đẹp trai bứt ra con để gì đi. Hồi nãy mình mới quay cái chị lái á. Chị lái là cái chị đó, chị qua chỉ mua dưa lưới á mọi người. Đây, chèn qua dưa lưới nè. Đó. Mình thấy mấy trái vàng vàng mình thấy nó ngon hơn mấy trái xanh xanh ha. Đây, trái vàng vàng thấy ngon mọi người. Chín mấy trái vàng vàng này chắc rụng cuốn nè, rụng cuốn rồi rớt xuống mà mấy trái này chắc đâu có dập bây giờ bọng gì đâu phải không, rớt xuống là không sao chứ phải không.
cái bự như trong tay mình đang cầm nè là loại nhất nè, đó anh nói loại nhất, còn loại nhỏ hơn chút là loại 3, loại 2. Loại nhỏ hơn chút là loại 2, chắc cái này loại 2 quá hả? Loại 2 à, cũng bán luôn, bán hết luôn. Rồi loại 3 thì nhỏ hơn nữa. Ừ, loại 3 chắc cái này quá, cái này chắc loại 3 ha. À, loại 3 đang nghe nói ta để dành ta ép nước cái gì đó vô chai đó. Dưa lưới là người ta bao xô hết, dưa lưới là không có cái gì mà bỏ hết, đem hết mọi người ơi, kể cả mấy cái cây của nó cũng vậy nè, đem ra làm phân, phân bón cho mùa sau đó. Rồi hết chơi, có khi nào mình bé bị sót không? Vậy hả? Ờ. Rồi, đi. Ba mươi chín ký rưỡi thôi, tính rồi. 39,5 kg. 38 kg thôi. Rồi. Đó. Còn ký rưỡi luôn đó. 39,5 kg tính 38 kg luôn. Thấy ông chủ cũng chơi sang chơi sạp không? Máu luôn rồi đó em. Rồi cái này sao? Em đi đâu? Em về Long Xuyên. Long Xuyên là phải nghĩa gì? Anh muốn gửi cái nào tiện thì anh gửi, nhưng mà để cái số điện thoại của Đạt á, số mà vẫn rồi đó. Chị vô chị mua 2 thùng mọi người. Đó. Rồi như cái đóng đó luôn. Không, mới chưa lấy mà. Không, không có lấy nãy rồi 10 kg à. Lạnh nhạt kéo anh không? Nó mới hư cái cái nhau nó không quá chứ rồi. Trái dừa lưới mọi người à. Đó. Bên trong cái trái dừa lưới nó gì đó nó màu vàng vàng, cam cam. Thấy rất là ngon mọi người. Thường thường cái trái dưa lưới này là mình ăn nó ngọt thanh đúng không? Đó. Yeah. Đó. Hồi nãy mình ăn cũng thử miếng rồi đó, ngọt lắm mọi người. Ngọt mà nó mát mát cái cô hồng lắm. Mấy anh là phải băng đồng phục dữ đó hả? Anh nói có cái vườn dâu nữa. Một lát chắc mình qua quay cái vườn dâu mọi người. Nghe nói hấp dẫn quá. Mình phải nhất cái vườn dâu. Dâu ngọt không? Ngọt chứ. Gì hả? Ngọt. Trái nó bự không? Trái bằng ta cái nè. Dạ, bữa nay là chín chưa? Chín cái gai rồi. Ờ. Thôi mình xin phép mình qua bển mình quay ha. Đây là cái đống dưa lưới mà mọi người tập hợp đây mọi người đó. Nguyên một cái đống dưa lưới rất là bự mọi người. Đó thằng Thuận ngồi đó. Nè bên đó là dưa người ta chưa cắt đó đó. Thằng trái còn treo lên ngỡ nó đó đó đó. Dưa lưới nó chín rồi gì đó, rất là đẹp không mọi người. Đó thì dưa lưới mọi người sau khi mà thu hoạch xong nè, đó, sau khi mọi người thu hoạch xong cái bắt đầu cô mới vô bọc cái này là gọi là cái gì, hiền quá nè, hiền vô mút phải không, vô xốp ha, xốp bao vô cái trái dưa lưới đó. Nên nói là sau khi mà dưa lưới mà nó chín đó nghe, nhiều khi mà nó trúng á mấy cái cây dây cáp ở đây nè mọi người đó, cái dây cáp đó, nó quằn là cong cây bên đó chứ đó, mấy cây sắt đó, đó hai cây sắt đó nó quằn cong cây sắt chứ. Thấy mọi người làm rất là vui mọi người. Nguyên cái đống dưa lưới quá đẹp, quá ngon. Cắt cái này. Rồi anh đang cắt dưa lưới mọi người, rồi anh sẽ quay cái cách tháo cái nguyên cái cọng dây ra cho mình coi nè. Tháo không? Dạ. Nhổ gốc. Ở dưới gốc mới có cột hả? Cột. Gịch gịch dây ra thôi ha. Ừ. Ờ, đè xuống vậy ha. À, là xong. Ồ tháo cái dây chưa đầy 7 dây mà. Đó. Này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ồ, rất lẹ luôn mọi người ơi. Vậy là tháo hết cái vườn này hết chắc cỡ ngày một. Ngày. Đúng không? Ngày. Ngày. Cộng với là quét dọn lá nữa. Quét dọn nữa. Và mấy cái này sau khi thu hoạch xong rồi mình đem ra ngoài mình vô phân lại không? Không, để gì mình lấy tay trộn trộn lên nè. Gì hả? Gửi phân lên. Dạ, yeah. Trộn trộn thôi, gửi phân lên. Nó vẫn còn dinh dưỡng trong đó ha. Nè, con anh tháo về rất là lẹ luôn mọi người. Đó, đó, đè xuống như là xong. Quá hay. Kinh nghiệm. Mấy năm rồi? Làm, làm đầu tiên ra luôn. Dạ. Yeah. Bây giờ tiếp tục là một cái vườn dâu mọi người. Cái vườn dâu là cũng ngay cái chỗ cái vườn vui lưới Thái Dương đó. Đây là mấy cái cây dâu mọi người ơi. Bên trong đó là dâu nữa đó. Đó, bên trong đó là dâu đó. Đây là cảnh bên ngoài, mình quay cho mọi người xem. Cái cây dâu bên đây thì nó tháng nữa nó sẽ ra bông. Bây giờ nó mới phát triển như thế này à. Đó, hai bên luôn. Rồi, mời mọi người cùng vô cái vườn dâu với mình nha. Vườn dâu, nghe thấy mà hàm quá. Đó. Vô mọi người ơi. Đó. Vườn dâu trồng kỹ quá. Hai lớp cửa lên. Rồi. Đóng cửa lại. Wow. Đây. Đây là nguyên cái vườn dâu mọi người. Quá đẹp luôn, có cánh quạt nữa, quạt thông gió. Thấy vườn dâu là nó quy mô hơn. Ồ, những cái dâu bên trong này nó cái lá nó bự hơn, nó cao hơn mọi người ơi. Dâu Nhật Akihime. Đó, dâu Nhật nha mọi người. Ở ngoài thì không biết dâu gì. Bên trong là dâu Nhật. Thì vài tháng nữa mình sẽ xuống đây mình quay người dân thu hoạch vườn dâu mọi người xem. Đó, bữa nay là chỉ xuống quay cái cảnh trong vườn dâu thôi. Vườn rất là rộng lớn. Và hồi nãy thằng em nó nói có chín vài cây nữa, có vài cây chín rồi nữa. Để mình coi coi, mình thấy mình kiếm cho mọi người xem. Nó nói có ớt Peru nữa. Đó, thằng em thấy thằng em Dương hồi nãy đó, cái vườn dưa lưới bên kia là của nó. Vườn dâu này cũng của nó luôn. Kè đây, ớt Peru mình thấy rồi mọi người ha. Đây, ớt Peru. Ô, ớt Peru là trái gì đây hả? Nhí 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 vậy hả? Lạ quá ha. Hồi chắc xin vài trái quá, đem về ăn. Bẻ mọi người. Đó, ớt Peru. Chắc cay lắm đây. Nhỏ nhỏ gì chắc cay lắm đây. Trình vài trái đi. Mà không biết xanh ngon không đây. Xanh cay không, bẻ luôn đi. Tại vì chắc cũng cay. Bây giờ mình sẽ đứng ở một cái góc rồi mình quay hết cái vườn dâu cho mọi người xem. Đó. Đây là mình đứng ở một cái góc nè. Đằng kia ông kia đó. Nguyên cái vườn dâu rất là lớn mọi người, rất là rộng lớn luôn. Rất là đẹp luôn. Dâu trên tầng kia thì mình không biết dâu gì, nhưng mà dâu ở đây là Hakimi gì đó. Dâu Nhật Bản. Rất đẹp luôn mọi người ơi. Mấy cây bên đây thì nó hơi lèo tèo quá. Đây, trái dâu nè. Mấy cái trái này chắc chín chưa có đúng mùa, bởi vì nó chưa có được bự gì mấy. Chứ thằng em nói chứ nó chín mà đúng mùa, trái rất là bự luôn. Rất là đẹp luôn mọi người. Đó. Có cái quạt thông gió, quạt hút gió vậy nè. Thổi nữa nè. Đó, bên ngoài nó cũng trồng dâu luôn mọi người. Bên ngoài này cũng dâu nữa, dâu này chắc dâu ta quá. Dâu này dâu Hàn Quốc. Seo Han, Seo Yan. Dâu Nhật Bản, Hana. Ồ, ở đây trồng mấy loại luôn chứ không phải là một loại một. Còn đây là dâu Pháp. Dâu Pháp chắc bự. Đó, cái dãy dãy này là dãy dâu Pháp rồi mọi người. Dâu Pháp chắc bự rồi nè.
đủ thứ hết trơn mọi người, rất khiêm luôn. Này dâu Hà Lan, cái trên kệ này là dâu Hà Lan, hồi nãy giờ là mình quay rồi đó, mình thấy trên kệ đó dâu Hà Lan. Sáng giờ thấy im quá, rất đẹp mọi người. Rồi mình quay chút đỉnh gì để mình giới thiệu sơ qua cái vườn dâu cho mọi người xem đó, dâu Hà Lan. Dâu Hà Lan sao trái nhỏ vậy, để coi tới lúc mà mình chín rồi coi mình coi nó bự cỡ nào ha mọi người. Đó tại giờ là chưa phải mùa của nó đâu, chú Hùng nói là cỡ hai ba tháng nữa mới có thu hoạch. Quá đẹp không mọi người ơi. Đây ớt Peru nè, nguyên một cây luôn, nguyên một chùm luôn, đẹp quá, bẻ luôn về làm giống luôn. Về dầm nước mắm ăn thử coi ngon không. Quay phim mà bẻ là chú không biết hết trơn. Rất đẹp luôn mọi người ơi. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký, like, subscribe kênh mình nhé. Đây là vườn dâu, bữa nay mà là mình giới thiệu cái vườn dâu, cái vườn dưa lưới ở vùng bảy núi của mình trồng đó mọi người. Trồng với cái mô hình là trong nhà lưới, nhà kính gì đó. Đó, rất là đẹp. Rồi, mình chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.